Xin kính chào tất cả các đồng chí. Chào mừng các đồng chí đến với lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn hè năm học 2021-2022. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu tới các đồng chí chuyên đề tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ trong trường mầm non với mong muốn nâng cao hơn nữa chất lượng tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ trong các trường mầm non trên địa bàn huyện Bảo Thắng. Qua bài giảng, chúng tôi mong muốn học viên nắm được những mục đích, yêu cầu như sau. Mục tiêu thứ nhất về kiến thức. Đầu tiên, học viên đánh giá được thực trạng việc tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ tại các trường mầm non trong huyện Bảo Thắng và đưa ra được giải pháp giải quyết những hạn chế trong tổ chức thực hiện hoạt động vui chơi cho trẻ. Thứ hai, học viên hiểu được tầm quan trọng của hoạt động vui chơi và yêu cầu khi tổ chức hoạt động vui chơi đối với trẻ mầm non. Quan trọng nhất, học viên biết lựa chọn trò chơi, nội dung chơi, đồ chơi phù hợp với chủ đề, đặc điểm của nhóm, lớp với từng thời điểm, từng giai đoạn và độ tuổi của trẻ. Về kỹ năng, thì qua bài giảng, học viên vận dụng kiến thức, kỹ năng để thiết kế, tổ chức các hoạt động vui chơi, đáp ứng nhu cầu, hứng thú và phù hợp với đối tượng, điều kiện thực tế cho trẻ mầm non. Về thái độ, thì học viên tích cực trong việc trao đổi, chia sẻ những hoạt động vui chơi cho trẻ tại đơn vị. Để thực hiện tốt chuyên đề này, chúng ta cần chuẩn bị máy chiếu, máy tính, một số hình ảnh minh họa về hoạt động vui chơi của trẻ, giấy A4, giấy A0, bút dạ, băng dính, nam châm cho học viên thảo luận, tài liệu hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non các độ tuổi. Chúng ta sẽ thực hiện lý thuyết trong thời gian 2 tiết, thực hành 3 tiết. Và bây giờ, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu mục 3 lớn, tổ chức hoạt động. Hoạt động 1, thực trạng việc tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non ở các trường mầm non trong huyện Bảo Thắng. Để thực hiện tốt hoạt động này, các đồng chí cốt cán sẽ cho học viên thảo luận với nội dung sau. Câu hỏi 1. Khi tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non tại đơn vị, các đồng chí đã sử dụng những loại trò chơi gì? Câu hỏi 2. Khi tổ chức các loại trò chơi, đặc biệt là trò chơi thao tác vai đối với trẻ nhà trẻ, trò chơi đóng vai theo chủ đề đối với trẻ mẫu giáo, đồng chí nhận thấy những ưu điểm và hạn chế gì? Các đồng chí hãy đề xuất các giải pháp để khắc phục những hạn chế tại đơn vị mình. Sau khi thảo luận, các đồng chí có thể nêu được các nội dung sau. Các loại trò chơi cho trẻ mầm non thì đối với trẻ nhà trẻ gồm có 2 loại trò chơi: chơi thao tác vai, trò chơi dân gian, vận động và chơi ở các góc. Đối với trẻ mẫu giáo gồm 7 loại trò chơi: trò chơi đóng vai, trò chơi ghép hình, lắp ghép, xây dựng, trò chơi đóng kịch, trò chơi học tập, trò chơi vận động, trò chơi dân gian, trò chơi với một số phương tiện công nghệ hiện đại. Qua kiểm tra dự giờ và việc tự đánh giá nhận xét của các trường cho thấy hoạt động vui chơi còn có những ưu điểm và hạn chế cơ bản sau. Về ưu điểm thì tài liệu tham khảo đa dạng, phong phú. Hoạt động vui chơi là chuyên đề đã được thực hiện từ nhiều năm học trước. Giáo viên biết xây dựng kế hoạch, nắm được các phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ, đã chuẩn bị đủ đồ dùng, đồ chơi cho trẻ theo các góc chơi. Trẻ hứng thú khi được tham gia vào hoạt động vui chơi. Bên cạnh đó, còn tồn tại những hạn chế cơ bản sau. Thứ nhất, còn tồn tại nhiều giáo viên còn nhầm lẫn trong việc xác định kiến thức, kỹ năng cũng như tổ chức các hoạt động vui chơi theo từng giai đoạn mở, khám phá, đóng chủ đề. Ví dụ, giáo viên còn chưa phân biệt rõ phần thỏa thuận ở 3 loại tiết mở, khám phá, đóng chủ đề, còn hỏi những loại câu hỏi nào, dừng lại ở đâu là hợp lý. Chưa xác định được nội dung chơi của 3 loại tiết mở, khám phá, đóng chủ đề. Thứ hai, giáo viên tổ chức các hoạt động chơi chưa thường xuyên, chưa đảm bảo theo đúng trình tự, đặc biệt là trò chơi thao tác vai, trò chơi đóng kịch. Cho trẻ chơi thiếu tự do, thiếu kiểm soát. Dưới hướng dẫn của giáo viên, trẻ không thể hiện được thái độ vai chơi, thao tác vai chưa đúng, chưa phù hợp với thực tế. Ví dụ, lấy dĩa xúc nải chuối hoặc luộc quả thanh long, có những trẻ thì cầm nguyên cả con gà nhựa lên để ăn. Về hình thức tổ chức chơi chưa có sự sáng tạo, chưa đổi mới, phương pháp cứng nhắc, rập khuôn. Trẻ thường chỉ được đóng một vai chơi, chơi một góc chơi trong suốt thời gian dài. Giáo viên thường cho trẻ ngồi một chỗ để thỏa thuận các góc với hình thức không linh hoạt, dẫn trẻ đến chán nản. Kỹ năng tạo ra tình huống và giải quyết tình huống chơi cho trẻ của một số giáo viên thì còn nhiều hạn chế. Ví dụ, trẻ xây xong công trình và nằm bò ra, nhưng giáo viên không gợi ý trẻ xây thêm các khu khác, dẫn đến trẻ chưa thực sự hứng thú, chưa phát huy được sự sáng tạo ở trẻ, chưa xây dựng được mối liên kết giữa các vai chơi. Còn nhiều trẻ chưa có kỹ năng chơi.
Thứ ba, giáo viên dạy lớp ghép nhiều độ tuổi và những lớp có học sinh đông nên khó khăn trong việc bao quát và hướng dẫn trẻ chơi. Có những lớp trẻ đông lên đến trên 40 trẻ như trường mầm non Sơn Ca, Xuân Giao thì việc bao quát trẻ chơi ở các góc gặp nhiều khó khăn. Hoặc lớp ghép có sự chênh lệch về trình độ, khả năng nhận thức, hứng thú chơi của trẻ dẫn đến khó khăn trong việc tổ chức giờ chơi. Cụ thể, trẻ 2 tuổi chỉ chơi hứng thú trong khoảng 5 đến 10 phút, anh chị 5 tuổi lại chơi đến 30 đến 35 phút. Thứ tư, việc chuẩn bị đồ dùng đồ chơi còn chưa có chất lượng, chưa phù hợp. Có những lớp trẻ ngồi vào bàn ăn nhưng không có đũa, thìa thì to, bát thì bé, con cá rán lại nhỏ hơn cái chảo. Đồ chơi chưa đa dạng, phong phú về chủng loại, còn sử dụng nhiều đồ chơi chưa kích thích được sự sáng tạo, tư duy cho trẻ, như cổng còn lắp sẵn, thức ăn trên đĩa dán sẵn, bọc ni lông từ đầu đến cuối năm học. Đồ dùng đồ chơi tự tạo còn ít, chưa thay đổi linh hoạt theo chủ đề. Rất nhiều lớp dù hết chủ đề nhưng giáo viên vẫn bày rất nhiều đồ chơi của những chủ đề trước. Việc bố trí các góc chơi ở một số lớp chưa đảm bảo phù hợp như góc âm nhạc, góc sách truyện đặt cạnh nhau. Sắp xếp đồ dùng đồ chơi chưa thuận tiện cho việc lấy, cất đồ chơi của trẻ nên chưa phát huy được hiệu quả của việc lấy trẻ làm trung tâm. Thứ năm, vốn hiểu biết về cuộc sống của trẻ còn nghèo nàn. Nhiều trẻ có thói quen xem TV, điện thoại. Có trẻ còn nhút nhát, không chủ động, giao tiếp với bạn, dẫn đến khó khăn trong quá trình tổ chức cho trẻ chơi. Trẻ không biết mô phỏng các vai chơi, không liên kết với nhau khi chơi. Trước thực trạng đó, chúng tôi đề ra một số giải pháp cơ bản sau. Giải pháp thứ nhất, giáo viên cần tích cực nghiên cứu kỹ tài liệu, tham khảo học hỏi tự bồi dưỡng chuyên môn. Thường xuyên tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ một cách linh hoạt, đúng trình tự, khoa học. Khi tổ chức, cần linh hoạt, sáng tạo các hình thức dẫn dắt trẻ đến với trò chơi, gây được hứng thú với trẻ. Thường xuyên lồng ghép tổ chức các loại trò chơi trong ngày, chú trọng đến việc tổ chức cho trẻ chơi trò chơi đóng vai, đóng kịch. Động viên khuyến khích trẻ thường xuyên thay đổi vai chơi, góc chơi. Với lớp ghép chỉ có một giáo viên, cần lưu ý sắp xếp các nhóm chơi đều có trẻ ở các độ tuổi để đảm bảo cho trẻ lớn hướng dẫn trẻ bé trong khi chơi. Cần chuẩn bị đồ dùng chu đáo, có chất lượng, phù hợp, đa dạng phong phú về chủng loại, kích thích được sự sáng tạo, tư duy cho trẻ, thay đổi linh hoạt theo chủ đề. Tạo môi trường chơi, bố trí sắp xếp đồ dùng đồ chơi trong và ngoài lớp, đảm bảo dễ lấy, dễ cất, phát huy được hiệu quả việc lấy trẻ làm trung tâm. Bên cạnh đó, cần phối hợp với phụ huynh hướng dẫn trẻ quan sát, trải nghiệm cuộc sống xung quanh nhiều hơn, giúp trẻ dễ dàng mô phỏng cuộc sống thực và các mối quan hệ vào quá trình chơi, thể hiện tốt vai chơi. Giáo viên cần hướng dẫn kỹ năng chơi cho trẻ cụ thể với từng góc chơi vào các buổi chiều đầu tuần hoặc trước khi chuyển sang chủ đề mới và ở mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, với trẻ độ tuổi nhà trẻ và trẻ mẫu giáo bé, giáo viên cần quan tâm đến việc dạy trẻ sử dụng đồ dùng, đồ chơi đúng cách, chơi với đồ chơi đúng nghĩa, hướng dẫn trẻ mẫu giáo cách giao tiếp, hợp tác với bạn trong nhóm chơi và giao lưu với nhóm chơi khác. Để các đồng chí hiểu được rõ ràng, cụ thể hơn, giúp các đồng chí tổ chức hiệu quả hoạt động vui chơi cho trẻ tại đơn vị mình. Sau đây, chúng ta đến với phần hoạt động 2, hướng dẫn tổ chức hoạt động vui chơi. Trước tiên, chúng ta đi tìm hiểu về tầm quan trọng của hoạt động vui chơi đối với trẻ mầm non. Thứ nhất, vui chơi tạo điều kiện cho trẻ biết tưởng tượng, thích khám phá, biết giải quyết các vấn đề của trẻ, thử nghiệm các nguyên tắc, phát triển ngôn ngữ, phát triển ý tưởng và biết chia sẻ chúng, giúp trẻ trở nên sáng tạo hơn. Thứ hai, vui chơi thúc đẩy và nuôi dưỡng sự phát triển toàn diện của trẻ. Khi chơi, trẻ sẽ phát triển về mặt xã hội qua giao tiếp với mọi người xung quanh, phát triển tình cảm, cảm xúc khi được trải qua nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau, phát triển nhận thức, tư duy và được thực hành kỹ năng ngôn ngữ, phát triển thể lực, khả năng phối hợp tay, mắt, các kỹ năng vận động và tăng cường vận động. Khi tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non, cần đảm bảo 10 yêu cầu sau. Thứ nhất, cần đảm bảo tính tự nguyện và hứng thú của trẻ trong việc lựa chọn trò chơi, tham gia nhóm chơi, chọn bạn chơi, góc chơi, đồ dùng đồ chơi. Thứ hai, cần cung cấp một số hiểu biết, kinh nghiệm cho trẻ gắn với nội dung chủ đề và chủ đề chơi. Thứ ba, cần chuẩn bị đủ đồ dùng, đồ chơi mang tính gợi mở, phong phú, đa dạng và sắp xếp bố trí trong tầm mắt của trẻ, thuận lợi cho việc mở rộng nội dung chơi gắn với chủ đề. Thứ tư, bố trí các góc thuận tiện, hợp lý, thỉnh thoảng đổi chỗ và thay đổi đồ dùng, đồ chơi để hấp dẫn trẻ. Thứ năm, cần đảm bảo tính phát triển của trò chơi, thể hiện ở việc mở rộng nội dung chơi, hành động chơi dựa trên kinh nghiệm và hứng thú của trẻ. Thứ sáu,
cần đảm bảo tính linh hoạt và sáng tạo ở trẻ. Giáo viên có thể cho trẻ tự lựa chọn đồ dùng, đồ chơi, tự đề xuất ý tưởng chơi, khuyến khích trẻ tự làm đồ dùng, đồ chơi trong quá trình chơi. Giáo viên tôn trọng sự lựa chọn, sáng tạo của trẻ, khuyến khích trẻ thể hiện đúng vai chơi, luật chơi và các mối quan hệ hợp tác, giao tiếp trong nhóm chơi, phát triển nội dung chơi phù hợp với mục đích giáo dục và chủ đề. Luôn gợi ý trẻ thay đổi vai chơi, không nên để tình trạng trẻ chơi một vai chơi hay chơi một mình hoặc chơi một nhóm nào đó quá lâu trong một tuần. Thứ 8. Cần tổ chức hoạt động cho trẻ theo hướng tích hợp các lĩnh vực phát triển phù hợp với chủ đề đang triển khai, với kinh nghiệm, hứng thú của trẻ và điều kiện địa phương. Giáo viên lựa chọn các trò chơi trong các tài liệu, tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ, ca, chuyện, câu đố theo chủ đề, các độ tuổi sao cho phù hợp. Thứ 9. Số lượng góc chơi tùy thuộc vào tình hình cụ thể của lớp và kinh nghiệm của trẻ. Có thể triển khai cho trẻ chơi 2 hay 3 góc đối với trẻ 3 tuổi, 3 hay 4 góc đối với trẻ 4 đến 5 tuổi. Không nhất thiết phải tổ chức cùng một lúc tất cả các góc chơi. Cuối cùng, giáo viên hướng dẫn trẻ cùng cất gọn đồ dùng, đồ chơi đúng quy định sau khi chơi. Khi chúng ta thực hiện tốt 10 yêu cầu này, cộng với việc chúng ta thường xuyên tổ chức chơi đúng trình tự, linh hoạt về phương pháp, thì chắc chắn rằng trẻ tại lớp các đồng chí sẽ luôn có những giờ chơi hứng thú và hiệu quả. Tiếp sau đây, tôi sẽ hướng dẫn chi tiết việc tổ chức hoạt động vui chơi ở các góc ứng với từng độ tuổi cho các đồng chí. Mời các đồng chí tiếp tục theo dõi. Trước tiên, chúng ta đi tìm hiểu về cách tổ chức hoạt động vui chơi đối với trẻ nhà trẻ. Có hai loại trò chơi chính đối với trẻ nhà trẻ, đó là chơi thao tác vai, trò chơi dân gian, vận động và chơi ở các góc. Chúng ta đi tìm hiểu về cách hướng dẫn tổ chức trò chơi thao tác vai, hay không chúng ta thường gọi là hoạt động góc. Thì xây dựng các góc đối với lớp nhà trẻ gồm có 4 góc: góc thao tác vai, góc hoạt động với đồ vật, góc nghệ thuật, góc chơi với thiết bị, đồ chơi vận động. Thời gian chơi khoảng từ 15 đến 20 phút tùy theo hứng thú của trẻ. Về nội dung thì trẻ chơi những trò chơi thao tác các hành động phản ánh sinh hoạt như giúp cho bé ăn, ru em bé ngủ, kéo, đẩy ô tô. Cần tổ chức môi trường có đồ chơi, trang thiết bị phù hợp để trẻ thực hiện các thao tác vai kết hợp trò chuyện nhằm khuyến khích trẻ phát triển lời nói. Về hình thức, cho trẻ chơi theo nhóm nhỏ hoặc cá nhân, nhóm nhỏ có khoảng 4 đến 5 trẻ. Nên tổ chức luân phiên sao cho trong tuần trẻ trong nhóm, lớp đều được tham gia trò chơi này. Về cách tiến hành thì đầu tiên là hoạt động 1, thỏa thuận chơi từ 3 đến 5 phút. Giáo viên giới thiệu chủ đề chơi bằng các hình thức để trẻ hứng thú. Tiếp theo, giáo viên trò chuyện với trẻ về các góc chơi như là góc thao tác vai, góc hoạt động với đồ vật, góc nghệ thuật. Khi trò chuyện về góc chơi nào thì dẫn trẻ đến góc chơi đó, giới thiệu với trẻ về tên góc, các đồ dùng trong góc chơi, các trò chơi, vai chơi cho trẻ chọn góc chơi. Và tùy thuộc vào điểm để giáo viên đưa ra các câu hỏi thỏa thuận sao cho phù hợp. Ví dụ, đầu năm học, cô giới thiệu và hướng dẫn trẻ về tên đồ chơi, cách sử dụng đồ chơi, tên góc chơi. Giai đoạn sau, cô dẫn trẻ đến các góc và hỏi trẻ, đây là góc chơi gì, có đồ chơi gì, với đồ chơi này, con có thể chơi trò chơi gì? Với câu hỏi nào trẻ không trả lời được thì cô có thể gợi mở cho trẻ, hoặc cô nói trước và yêu cầu trẻ nói theo cô. Sau đó, cô cho trẻ nhận góc chơi. Ngoài việc dẫn trẻ đến góc chơi thì cũng có thể chuẩn bị cho trẻ những đồ dùng, đồ chơi nổi bật của góc và sử dụng trong buổi chơi, sử đựng vào rổ và tạo tình huống cho trẻ. Được trò chuyện về những đồ dùng của góc đó, sau đó cô nói với trẻ, cô sẽ cất những đồ dùng này về góc, lát nữa các con sẽ về góc để chơi nhé. Tiếp theo là hoạt động 2, quá trình chơi, thường diễn ra trong khoảng từ 10 đến 12 phút. Thì sau khi trẻ về các góc chơi, cô về các góc chơi hướng dẫn trẻ chơi, cô nhập vai chơi và chơi cùng với trẻ. Trong khi trẻ chơi, cô bao quát trẻ chơi ở các góc, cô chú ý quan sát, gợi ý trẻ chơi và giúp đỡ trẻ khi trẻ cần. Cuối cùng là hoạt động 3, nhận xét chơi, thường diễn ra trong khoảng 2 đến 3 phút. Ở hoạt động này, cô đến từng góc chơi, nhận xét vai chơi của trẻ, khuyến khích, động viên trẻ chơi tốt hơn ở những buổi chơi sau. Loại trò chơi thứ 2 với trẻ nhà trẻ là trò chơi dân gian, vận động và chơi ở các góc. Các trò chơi này được tổ chức mọi lúc, mọi nơi, lồng ghép vào các hoạt động khác nhau trong ngày, nhằm tạo cho trẻ cảm giác hứng thú, thoải mái. Hình thức thì tổ chức cho trẻ chơi theo nhóm nhỏ khoảng từ 7 đến 10 trẻ.
Về thời gian thì từ 10 đến 15 phút. Riêng trò chơi dân gian có kết hợp vận động với lời ca thì không nên chơi quá 5 phút, rất dễ khiến trẻ mệt mỏi và chán nản. Tiếp theo, ta đi tìm hiểu về cách tổ chức hoạt động vui chơi đối với trẻ mẫu giáo. Trước tiên, ta cùng chia sẻ về trò chơi đóng vai, chính là hoạt động góc. Thì xây dựng lớp mẫu giáo gồm có 6 góc: góc phân vai, góc xây dựng, góc âm nhạc, góc tạo hình, góc thư viện, sách truyện, góc khám phá khoa học và thiên nhiên. Các đồng chí trang trí góc theo hướng dẫn số 51 ngày 4 tháng 1 năm 2020 về trang trí góc chơi đẹp sáng tạo của phòng giáo dục. Thời gian tổ chức là từ 40 đến 50 phút. Đặc điểm của trò chơi đóng vai thì trò chơi đóng vai là loại trò chơi sáng tạo tiêu biểu nhất và có sử dụng đồ vật thay thế. Trẻ ở các độ tuổi khác nhau thì thể hiện các vai chơi khác nhau. Trẻ mẫu giáo bé thường không nhớ vai chơi của mình, nên giáo viên cần quan sát, đóng vai cùng chơi, nhắc nhở trẻ thực hiện vai chơi đến cùng. Trẻ mẫu giáo nhỡ đã biết chơi theo nhóm nhỏ từ 2 đến 3 trẻ trở lên, biết đưa ra chủ đề chơi, phân vai chơi cùng nhau, phối hợp hành động chơi trong nhóm, thể hiện các vai chơi một cách tự lập và phù hợp hơn. Nhóm chơi thì tương đối bền vững. Trẻ mẫu giáo lớn có thể tự lập kế hoạch và tự điều khiển trò chơi trong nhóm, thảo luận về chủ đề chơi, nội dung chơi và phân các vai chơi, lựa chọn người chủ trò. Biết thể hiện mối quan hệ qua lại, phối hợp giữa các nhóm chơi trong chủ đề chơi chung, giúp đỡ nhau khi chơi và nhận xét, đánh giá lẫn nhau. Về thời gian chơi thì trò chơi đóng vai thường chơi vào buổi sáng và thời điểm chơi ở các góc. Về cách tiến hành thì các bước tiến hành của trẻ từ 3 đến 5 tuổi đều thực hiện như nhau. Đầu tiên là hoạt động 1, thỏa thuận trước khi chơi. Giáo viên giới thiệu chủ đề chơi. Giáo viên sử dụng các hình thức linh hoạt để trẻ hứng thú bước vào giờ chơi. Sau đó, giới thiệu các góc chơi bằng cách để trẻ tự kể tên 6 góc chơi trong lớp. Cụ thể, cô mời trẻ nói những góc chơi mà trẻ thích chơi trong buổi ngày hôm nay. Mời khoảng từ 3 đến 4 trẻ. Sau đó, cô hỏi xem cả lớp có nhất trí chơi những góc chơi đó trong buổi chơi ngày hôm nay không. Sau đó, cô chốt lại số lượng chơi sẽ chơi ở buổi chơi đó và chỉ cho trẻ trò chuyện về các góc chơi mà trẻ đã lựa chọn. Tiếp theo, thỏa thuận về nội dung chơi, vai chơi của các góc đối với trẻ 3, 4, 5 tuổi. Cho trẻ nhận vai chơi đối với trẻ 3 tuổi. Giáo viên giáo dục trẻ chơi trước, trong và sau khi chơi. Cho trẻ lấy biểu tượng và về góc chơi trẻ thích. Khi trẻ về nhóm thì cùng nhau bầu nhóm trưởng đối với trẻ 4 đến 5 tuổi. Thảo luận về nhiệm vụ chơi, phân vai chơi, phân công các công việc trong nhóm, thái độ vai chơi, kỹ năng chơi, bàn bạc cách thức và trình tự thực hiện các công việc chung của nhóm. Hoạt động 2 là quá trình chơi. Cho trẻ lấy đồ chơi, thực hiện trình tự công việc theo vai chơi ở nhóm chơi. Giáo viên gợi ý trẻ mở rộng quan hệ giữa các nhóm chơi, góc chơi trong quá trình chơi. Giáo viên quan sát, tạo tình huống, đưa ra những gợi ý giúp trẻ thể hiện ý tưởng chơi. Và cuối cùng là hoạt động 3, nhận xét sau khi chơi. Cô đến từng góc chơi, gợi ý nhóm trưởng nhận xét vai chơi, sau đó cô nhận xét. Tổ chức cho trẻ tham quan góc có sản phẩm đẹp như là góc xây dựng, góc tạo hình. Nhận xét chung buổi chơi, mở rộng chủ đề chơi. Đối với 3 giai đoạn mở, khám phá, đóng chủ đề, có sự khác biệt rõ nét. Sau đây, tôi chia sẻ tới các đồng chí nội dung. Sự khác biệt giữa 3 giai đoạn mở, khám phá, đóng chủ đề. Ví dụ được thực hiện đối với trẻ 5, 6 tuổi, giai đoạn 3, tháng 3. Với 5 nội dung so sánh về kiến thức, kỹ năng, thỏa thuận chơi, quá trình chơi và nhận xét sau khi chơi. Về nội dung thứ nhất là kiến thức. Thì ở giai đoạn mở chủ đề, trẻ biết đóng vai trưởng trò điều khiển các bạn chơi, biết tên và cách sử dụng đồ chơi ở các chủ đề mới, một đúng cách, biết nhập vai, thao tác vai chơi đúng. Qua trò chơi, trẻ được tìm hiểu về chủ đề đang học. Ở giai đoạn khám phá chủ đề, thì trẻ biết đóng vai trưởng trò điều khiển các bạn chơi, biết khám phá phong phú hơn nội dung ở các góc chơi, biết sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các loại đồ chơi về chủ đề đang học, biết nhập vai, thao tác vai chơi đúng. Qua trò chơi, trẻ được tìm hiểu về chủ đề đang học. Và ở giai đoạn đóng chủ đề, thì kiến thức trẻ cần đạt là trẻ biết đóng vai trưởng trò, điều khiển các bạn chơi, biết sử dụng linh hoạt, thành thạo các loại đồ chơi, biết nhập vai, thao tác vai chơi đúng, liên kết góc chơi hiệu quả. Qua trò chơi, trẻ được tìm hiểu về chủ đề đang học. Nội dung thứ hai chúng ta cần so sánh đó là kỹ năng. Thì ở giai đoạn mở chủ đề,
Trẻ có kỹ năng ghi nhớ, sử dụng đồ dùng, đồ chơi đúng cách, kỹ năng nhập vai, thao tác vai, phát triển ngôn ngữ, khả năng sáng tạo của trẻ về chủ đề đang học. Ở giai đoạn khám phá chủ đề thì trẻ có kỹ năng sử dụng đồ dùng, đồ chơi đúng cách, kỹ năng nhập vai, thao tác vai, phát triển ngôn ngữ và khả năng sáng tạo các nội dung về chủ đề đang học. Ở giai đoạn đóng chủ đề thì trẻ có kỹ năng sử dụng đồ chơi thành thạo, linh hoạt, phát triển ngôn ngữ, khả năng sáng tạo tư duy của trẻ về chủ đề đang học. Nội dung thứ ba đó là thỏa thuận chơi. Thì ở giai đoạn mở chủ đề, giáo viên phối hợp với trưởng trò thỏa thuận kỹ hơn câu hỏi hướng đến việc để trẻ đưa ra ý tưởng chơi ở các góc, đồ dùng thống nhất xem ý tưởng chơi ở đó có phù hợp hay không. Giai đoạn khám phá chủ đề thì giáo viên định hướng cho trưởng trò thỏa thuận số lượng câu hỏi cũng sẽ giảm bớt so với tiết mở chủ đề. Hầu hết tập trung vào hỏi nội dung góc đó chơi gì, hướng trẻ mở rộng nội dung chơi ở các góc một cách phong phú hơn. Đến giai đoạn đóng chủ đề thì phần thỏa thuận chơi, trưởng trò chủ động thỏa thuận đưa câu hỏi ra một cách khái quát hơn, tập trung vào việc lựa chọn chủ đề chơi, góc chơi và những nội dung muốn chơi ở các góc và thống nhất nội dung sẽ chơi ở các góc đó. Nội dung thứ tư là quá trình chơi. Ở giai đoạn mở chủ đề, giáo viên có thể gợi ý, hướng dẫn trẻ thể hiện vai chơi, đưa ra ý tưởng chơi. Giáo viên có thể tham gia chơi cùng với trẻ, tập trung vào việc cho trẻ biết được tên gọi của các đồ dùng đồ chơi trong góc chơi và cách sử dụng đồ dùng đồ chơi đó. Các nội dung chơi ở các góc chỉ ở mức đơn giản, làm quen. Ví dụ, góc tạo hình chỉ vẽ, nặng. Tới giai đoạn khám phá chủ đề, giáo viên chủ động chuẩn bị phong phú các đồ chơi cho các góc, quan sát trẻ thể hiện vai chơi, góp ý giúp đỡ khi cần thiết, gợi ý trẻ thực hiện nhiều nội dung chơi khác nhau trong góc chơi, ví dụ góc tạo hình chơi vẽ, nặn, xé dán, gấp hình. Giáo viên gợi ý trẻ tạo ra các tình huống, liên kết các góc chơi với nhau, chuyển góc chơi. Giai đoạn đóng chủ đề, trẻ tự thể hiện vai chơi, liên kết góc chơi, chơi thành thạo các đồ dùng đồ chơi, nội dung chơi nhiều hơn với nhiều nguyên vật liệu và cần nhiều kỹ năng chơi hơn. Ví dụ, góc tạo hình thì gồm có những hoạt động như là vẽ, nặn, xé dán, gấp hình, làm tranh bằng các nguyên vật liệu khác nhau. Hướng trẻ biết chủ động tạo ra các thử thách, tình huống để cùng nhau giải quyết, gợi ý cho trưởng trò phát huy vai trò của mình trong buổi chơi. Nội dung thứ 5 là nhận xét sau khi chơi. Ở giai đoạn mở chủ đề, giáo viên hướng trẻ tập trung vào việc nhận xét, biết được tên, cách sử dụng đồ chơi, cách nhập vai, thao tác vai. Giáo viên mở rộng nội dung chơi lần sau. Ở giai đoạn khám phá chủ đề thì giáo viên hoặc trưởng trò gợi ý trẻ tự nhận xét bạn cùng chơi về các nội dung như là mạng vai chơi, sản phẩm tạo ra trong quá trình chơi như thế nào. Giáo viên hướng trẻ mở rộng nội dung chơi ở lần sau. Giai đoạn đóng chủ đề thì giáo viên hoặc trưởng trò gợi ý trẻ tự nhận xét bạn cùng chơi trong nhóm và nhóm khác về các nội dung như là vai chơi, sản phẩm tạo ra trong quá trình chơi như thế nào. Giáo viên định hướng cho trẻ chủ đề chơi ở buổi chơi sau, đó là chủ đề mới. Lưu ý, để tổ chức tốt hoạt động vui chơi cho trẻ, chúng tôi lưu ý một số vấn đề sau. Thứ nhất, trưởng nhóm xuất hiện ở độ tuổi 4 đến 5 tuổi, 5 đến 6 tuổi. Giáo viên cần hướng dẫn để trưởng nhóm thực hiện tốt vai trò của mình trong nhóm chơi. Trẻ 3 tuổi thì giáo viên cùng trẻ thảo luận, đưa ra những gợi ý, giúp trẻ tự chọn vai chơi, thực hiện ý tưởng chơi. Thứ hai, trưởng trò thường xuất hiện ở độ tuổi mẫu giáo 5 tuổi. Khi xuất hiện, trẻ có thể làm trưởng trò thì cô hướng dẫn trưởng trò biết thỏa thuận, phân công nhiệm vụ và điều hành các bạn trong nhóm chơi. Không nên để một trẻ làm trưởng trò quá lâu, cô nên đổi vai chơi cho trẻ khác nếu cảm thấy trẻ đó có khả năng làm trưởng trò. Và trong quá trình chơi, trưởng trò tham gia chơi vào nhóm chơi mình thích. Không nên cho trưởng trò đi khắp các nhóm theo dõi, làm thay cô giáo, sẽ mất đi vai chơi của trẻ. Tuy nhiên, nên hướng lái trưởng trò vừa đóng vai chơi, vừa linh hoạt chủ động bao quát nhóm bạn chơi và gợi ý liên kết các nhóm. Phần nhận xét sau khi chơi thì trưởng trò phối hợp cùng cô giáo nhận xét các nhóm chơi và nhận xét buổi chơi. Cô là người nhận xét chung của buổi chơi và kết thúc. Lưu ý thứ ba là đối với giáo án hoạt động góc. Chúng ta soạn 9 giáo án trên 1 năm học, 3 giáo án trên 3 giai đoạn mở chủ đề, khám phá chủ đề và đóng chủ đề. Trong một chủ đề nhỏ được thực hiện vào các tháng 9, tháng 12 và tháng 3.
không trình bày giáo án hoạt động gốc vào một quyển riêng mà trình bày vào kế hoạch giáo dục của lớp theo thời gian biểu trong ngày. Tiếp theo, chúng ta đi tìm hiểu về trò chơi đóng kịch đối với trẻ mẫu giáo. Trò chơi đóng kịch là dạng của trò chơi phân vai theo các tác phẩm văn học, kịch bản phòng theo truyện và các vai là những nhân vật trong truyện. Trò chơi đóng kịch được tổ chức như một hoạt động sáng tạo, tự lập của trẻ. Trò chơi đóng kịch hướng đến hoạt động biểu diễn văn nghệ, tất cả trẻ thì đều được tham gia. Trò chơi đóng kịch được thể hiện đầy đủ và rõ nhất qua tiết văn học, loại tiết dạy trẻ đóng kịch. Ngoài ra, trò chơi đóng kịch còn được tổ chức vào các thời điểm khác nhau trong ngày, có thể chơi vào buổi sáng hoặc buổi chiều, 1 đến 2 lần trên một tuần trong khoảng thời gian, chơi ở hoạt động các góc, chơi theo ý thích vào buổi chiều. Về cách thực hiện thì đầu tiên, giáo viên cho trẻ làm quen với kịch bản bằng cách là cho trẻ nhắc lại lời thoại, tính cách các nhân vật. Sau đó, cho trẻ tự nhận vai hoặc phân công các vai. Giáo viên dẫn chuyện hoặc có thể để cho trẻ tự dẫn chuyện. Trẻ đóng vai và diễn theo nội dung của kịch bản. Nếu trẻ chưa thực hiện được thì giáo viên có thể hướng dẫn, gợi ý trẻ. Tổ chức cho trẻ đóng kịch lần lượt theo các nhóm. Cô và trẻ phân tích các vai diễn và trao đổi, rút kinh nghiệm, nhận xét các vai chơi để lần sau chơi tốt hơn. Lưu ý, trò chơi đóng kịch đối với trẻ 3 đến 4 tuổi chỉ cần bắt chước giọng nói của các nhân vật. Trẻ 4 đến 5 tuổi thì bắt chước giọng nói, điệu bộ, cử chỉ của nhân vật. Trẻ 5 đến 6 tuổi thì đóng được vai của các nhân vật trong truyện. Về các loại trò chơi khác như là trò chơi ghép hình, lắp ghép, xây dựng, trò chơi học tập, trò chơi vận động, trò chơi dân gian, trò chơi với một số phương tiện công nghệ hiện đại, thì giáo viên tổ chức cho trẻ mọi lúc, mọi nơi và các thời điểm thích hợp trong ngày. Chúng ta có thể tham khảo trong sách hướng dẫn thực hiện chương trình. Vừa rồi, tôi đã chia sẻ với các đồng chí nội dung về mặt lý thuyết và tiếp theo, xin mời các đồng chí sẽ tiến hành thảo luận. Để thực hiện tốt phần thảo luận này, các đồng chí cốt cán sẽ hướng dẫn cho các đồng chí thực hiện tại đơn vị. Nội dung thực hành và thiết kế tổ chức trò chơi thao tác vai và trò chơi đóng vai. Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm. Nhóm 1, soạn giáo án trò chơi thao tác vai của trẻ nhà trẻ, lứa tuổi 24 đến 36 tháng, chủ đề tự chọn. Nhóm 2, soạn giáo án trò chơi đóng vai cho trẻ lứa tuổi 5 đến 6 tuổi, giai đoạn mở chủ đề. Nhóm 3, soạn giáo án trò chơi đóng vai cho trẻ lứa tuổi 5 đến 6 tuổi, giai đoạn khám phá chủ đề. Nhóm 4, soạn giáo án trò chơi đóng vai cho trẻ lứa tuổi 5 đến 6 tuổi, giai đoạn đóng chủ đề. Học viên thảo luận và xây dựng giáo án trong vòng 1 tiết. Sau đó, các nhóm lên trình bày giáo án, thảo luận những điểm được và chưa được để cùng nhau rút kinh nghiệm. Sau đó, các đồng chí giảng viên sẽ nhận xét, kết luận cho các đồng chí trong vòng 2 tiết. Vừa rồi, tôi vừa chia sẻ tới các đồng chí những nội dung của chuyên đề hướng dẫn tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non. Hy vọng rằng qua bài giảng này sẽ giúp các đồng chí có thêm kinh nghiệm, kiến thức bổ ích để tổ chức những hoạt động vui chơi thật hiệu quả và lý thú cho trẻ tại đơn vị mình, giúp trẻ thêm yêu mến trường lớp và phát triển khỏe mạnh, góp phần lớn vào thành công cho năm học 2021-2022. Cuối cùng, xin cảm ơn các đồng chí đã chú ý lắng nghe. Kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặt hái được nhiều thành công trong năm học mới. Xin kính chào và tạm biệt các đồng chí.